Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là mùa đông ở nhà không có ra giường nên mình rất là buồn tại vì không có ra giường chăm sóc cây nên mình đi ươm những cái cây này. Thì đây là các bạn nhìn thấy đây là hai cây quýt túi tiền mà người bạn của mình đã ươm lên cao được bao nhiêu đây để từ hộp các bạn để cho mình. Tuy rằng nói quýt túi tiền rất là ngọt và ở trong đó nó không có hạt, nhưng mà mình ăn 10 trái thì cũng có một trái có hạt các bạn. Làm như là nó muốn được nhân giống bằng hạt hay sao á. Thì người bạn mình trồng cái cây quýt đó có rất nhiều trái. Hồi năm ngoái khi ăn xong thì có vài hạt để gieo thì đã lên hai cây quýt như thế này. Người bạn mình tặng cho mình hai cây quýt túi tiền các bạn. Thì hôm nay mình đem về và chia sẻ với các bạn là loại quýt mà túi tiền này khi mà mình gieo từ hạt lên thì mình không biết là mấy năm nó sẽ có trái các bạn. Nếu bạn nào biết thì chỉ cho mình. Còn đây là hai cây mãng cầu của mình gieo từ hạt luôn các bạn. Thì theo như nhà vườn nói, mình gieo hạt mãng cầu từ hạt trồng lên thì 3 năm nó sẽ có trái đó. Còn nếu mà mình đợi nó lớn lên một chút xíu nữa rồi mình xin cái cành đem về tháp thì nó sẽ có trái liền trong một năm. Thì bây giờ Quỳnh Mai có hai cây mãng cầu. Đây là cây mãng cầu, phía bên đây là cây mãng cầu Dr. White, mãng cầu Mễ. Còn cái cây bên đây thì các bạn nhìn thấy là đây là cây mãng cầu Do Thái mình gieo từ hạt. Thì mình cũng không biết là gieo từ hạt mãng cầu Do Thái bao lâu nó sẽ có trái nếu mình không tháp. Thì mình lần đầu tiên trồng mãng cầu nên mình không biết. Thì các bạn có thể chia sẻ cho mình biết là mãng cầu trồng từ hạt mà mãng cầu Do Thái thì khi nó có trái là bao nhiêu năm nó có trái, và cái trái của nó gieo từ hạt lên thì nó có giống như những trái mãng cầu Do Thái khác không, giống những cái trái mãng cầu Do Thái mà người ta tháp cành hay không. Đó là mình đưa lên đây để mình nhờ các bạn chia sẻ giùm là mình gieo hạt mãng cầu từ hạt thì bao lâu nó có trái. Theo như những nhà vườn nói thì mãng cầu na, tức là mãng cầu Việt Nam trái tròn là quả na đó, gieo từ hạt lên thì 3 năm có trái. Còn đây là mãng cầu Dr. White và mãng cầu Do Thái thì mình không biết là bao nhiêu năm nó sẽ cho ra trái đó. Thì các bạn nào biết thì chia sẻ cho mình nha. Còn đây là hai cây quýt túi tiền đó, hai cây quýt túi tiền được người bạn mình cho thì cũng không biết bao nhiêu năm cây quýt này nó sẽ ra trái và cái trái của nó có ngọt giống như là cây mẹ hay không. Phần đông những cây quýt là người ta tháp các bạn. Mình thấy đi vô mạc hoặc đi những tiệm nursery khác thì mình thấy người ta tháp. Chính mình mua hai cây quýt người ta cũng tháp các bạn. Còn này gieo từ hạt thì mình không biết là nó có cho trái và thời gian bao lâu. Thì các bạn lên xem có thể giúp mình cho mình ý kiến là bao lâu nha.
Thì bây giờ tiếp theo là tại vì mùa đông nhàn rỗi quá nên mình mới lấy hạt mãng cầu ra để ngâm nó rồi cho nó ra nảy mầm, cho nó ra cây con để trồng. Thì đây Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn. Đây là mãng cầu na. Mình đã ngâm nó rồi, nó đã ra rễ rồi nè các bạn. Đó, đây là hạt mãng cầu na. Các bạn nhìn thấy là nó nhỏ và màu đen, và màu đen chứ không có màu nâu như là hạt mãng cầu mễ nha các bạn. Đó, thì mình ngâm mình gieo được coi nó lên được 5 cây các bạn. Đó, đây là 1 2 3 4 5. Đó, rất là dễ luôn. Thì lúc trước mình cũng có chia sẻ các bài mà gieo hạt mãng cầu, thì lúc trước mình cũng ngâm rồi mình ủ nó bằng cái moss của Tây Ban Nha, thì sau đó nó cũng nảy mầm. Từ khi nó nảy mầm thì mình bỏ vào trong cái pot nhỏ để trồng. Kỳ này mình không có, mình cũng ngâm rồi mình bỏ vào trong cái napkin, tức là khăn lau miệng đó các bạn. Rồi mình mới xịt nước cho ướt, mình bỏ vào trong cái bịch ziplock này thì nó cũng ra rễ rất là nhanh. 1 tuần là nó ra dài như thế này đó các bạn. Nhưng mà trước khi mà Quỳnh Mai ngâm cái hạt mãng cầu Quảng Na nè các bạn, thì mình dùng cái cây kềm cắt móng tay đó, mình cắt ở phía cái đầu nhọn của nó các bạn, rồi mình mới ngâm đặng cho nước nó thấm vào trong cái hạt mãng cầu thì nó mới nảy mầm đó. Thì mình chia sẻ với các bạn là muốn trồng mãng cầu rất là dễ, chỉ cần có hạt. Cái hạt đó trước khi mình ngâm nước thì mình dùng cái cây kềm bấm móng tay để mình cắt ở cái đầu nhọn của nó đi, rồi mình mới ngâm vào trong cái nước. Nước thì là mình pha là 6-4, tức là 6 lạnh và 4 là nóng. Rồi mình ngâm cho nó 1 ngày, xong mình vớt ra bỏ vào trong khăn giấy. Khăn giấy này có xịt nước cho ướt ẩm các bạn, rồi mới bỏ vào trong cái bịch ziplock, bỏ vào oven. Thì mình ủ nó ở trong oven đó, chừng 1 tuần thì nó ra. Nó nảy mầm và nó mọc rễ ra nè các bạn. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là về cái cách làm cho cái hạt mãng cầu nảy mầm và mình sẽ có cây con nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây, một cái hộp này màu nâu cũng nảy mầm, là mình cũng ngâm cái hạt mãng cầu mễ đó các bạn, để mình làm rootstock, tức là mình làm cây con để cho mình tới mùa xuân mình tháp vô mãng cầu ngon đó các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây là mãng cầu mễ nè, Dr. White, còn đây là quả na nè, hạt này hạt quả na, thì thấy là rất là khác biệt luôn. Các bạn nhìn thấy cái hạt mãng cầu mễ nó rất là to và nó màu nâu nè các bạn. Còn cái quả na, hạt quả na thì nó màu đen và cái hạt nó nhỏ hơn cỡ chừng phân nửa cái hạt kia các bạn. Mình để gần cho các bạn nhìn thấy đó, nó chỉ bằng phân nửa của cái hạt mãng cầu mễ. Thì mình làm cách này mãng cầu nó ra rễ hết trơn luôn. Thì năm nay mình sẽ trồng rất nhiều mãng cầu mễ để làm rootstock. Như là cái cây này các bạn, đó cây này là mình trồng lên như thế này, tới mùa xuân mình sẽ xin cái nhánh cây mãng cầu tốt, như là
Do Thái hoặc là Úc hoặc là Việt Nam Lai hoặc là Lisa hoặc Gepner các bạn. Rồi mình sẽ tháp vào hai cây này. Hai cây này người ta gọi là rootstock, tức là cái cây có gốc mạnh để mình ghép vào các bạn. Đó, mãn cầu Mễ thì nó mạnh, nó chịu lạnh được, giỏi tới 40 độ F các bạn. Nên mình với lại nó mau lớn nên mình mới ghép mãn cầu Na vào, hoặc là mình ghép mãn cầu Úc vào. Chỉ cần một nhánh nhỏ thôi các bạn, như là cái cây này cái chột nó bao nhiêu thì cái nhánh ghép mình chọn nó cũng bằng như vậy, để mình ghép vào cho dễ, nó mới là lên các bạn, nó mới nuôi cái nhánh mà mình nhánh mãn cầu ngon mà mình ghép vào đó các bạn. Hoặc là cái nhánh mà ngon ghép vào lớn hơn cái cây rootstock thì cũng được các bạn. Đó thì đó rồi Quỳnh Mai có chuẩn bị quay trở lại cái về cái những hột mãng cầu mà mình ngâm nó đã nảy mầm, thì mình đã chuẩn bị được 5 cái pot nhỏ. Trong cái pot này mình là để đất potting mix moisture control bao màu xanh dương nha các bạn. Là phân này rất là tốt dùng để gieo hạt nè, nuôi cây con nè, rồi nuôi những cây quý mà mình thấy quý á, rồi mình bỏ vô đặng nuôi nó cho nó mau lớn rồi nó cho trái ngon, là dùng cái bao này nha các bạn. Thì bây giờ mình may có 5 hạt mãng cầu na, mình sẽ bỏ vào 5 cái pot này để trồng lên thành cái cây lớn, như là cái hai cái cây mãng cầu mình đang trồng đó các bạn. Đó. Thì trước khi mình trồng thì mình dùng một cái cây đũa mình xôi cái lỗ trước. Đó. Rồi mình mới để cái hạt mà cái rễ nó xuống. Mình xôi ra. Cái đất này mình đã tưới nước cho nó ẩm rồi các bạn. Nên mình bỏ cái cây xuống thì mình không có cần tưới nước nữa. Đó. Chừng nào thấy mặt trên của nó khô thì các bạn dùng cái bình xịt mà phun nước phun sương đó các bạn, rồi các bạn phun vào nó, chứ các bạn đừng có tưới thì nó bị ủng. Cái pot này thì rất là nhiều cái lỗ ở dưới nha các bạn để cho thoát nước. Đó. Rồi đây là cái quả na, hạt quả na mình sẽ bỏ. Các bạn nhìn thấy cái rễ nó ra, mà rễ chung quanh rễ cám nó cũng ra luôn nè các bạn. Mình nghĩ là nó rất là mạnh luôn, mình bỏ xuống thì nó sẽ hít liền. Khi mà nó sống thì cái hạt ở trên nó sẽ rớt ra, rồi nó sẽ mọc lá lên các bạn, hai cái lá nhân đó. Mình đã bỏ xuống rồi. Rồi đây thêm một cây nữa. Rồi mình gieo không phải thành công hết 100%, mà mình gieo 6-7 hạt thì nó mọc lên 5 hạt các bạn. Đó. Tùy theo cái hồ cái hạt nó già hay là nó non. Nếu hạt già thì nó nhảy mầm. Đó. Đây cái hạt này nó mọc ra rễ rồi, mọc ra rễ con ở phía trên, còn cái rễ chánh thì nó mọc dài ra các bạn. Quỳnh Mai đã bỏ 5 hộp mãng cầu na
vào trong cái pot rồi thì các bạn nhìn thấy đây là cái rễ của nó cong cong như thế này. Mình để cái rễ chánh của nó xuống dưới rồi thì mình đè đất hai bên cho nó chắc, để cho nó không có lung lơ cái rễ đó các bạn. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy là cái rễ của nó còn cong như thế này, vài bữa nữa cái rễ nó chịu được đất, nó hút được chất bổ trong đất thì cái cây này nó sẽ thẳng đứng lên và cái hột đa nó sẽ rớt ra ngoài và nó mọc hai cái lá nhân lên nha các bạn. Thì lúc đó mình dưỡng nó cho nó lớn lên đó. Thì Quỳnh Mai đã bỏ tất cả các hộp quả na vào trong cái pot này rồi. Bây giờ mình cứ để yên nó như thế này rồi mình phun sương nó các bạn. Khi mà các bạn nhìn thấy cái đất, cái lớp đất phía trên mà nó khô thì mình sẽ phun sương cho nó để cho nó sống mạnh lên các bạn. Rồi vài ngày thì cái độ cong của cái cây này nó sẽ thẳng đứng lên và cái hộp cũng thẳng đứng lên. Khi mà cái lá nhân nó mọc ra thì cái vỏ của cái hộp nó sẽ rớt xuống các bạn. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là mùa đông tuy ở trong nhà nhưng mà mình cũng chăm sóc cây cối, mình cũng ương cây con ra để mùa xuân mình đem ra trồng các bạn. Đây là mình mới là ương mãng cầu nè, quýt nè, rồi quả na nè. Mình cũng ương một loạt những cái cây khác. Rồi tới chừng tháng 3, mà đầu tháng 3 mình sẽ ương bầu bí mướp các bạn. Để tới tháng 4 là mình đem ra trồng cho kịp thời vụ các bạn. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn, tuy là mùa đông lạnh lẽo ở trong nhà, mình cũng đam mê trồng cây nên mình đem hột đồ ra mình ương. Trong đó thì có quả na, rồi mãng cầu do Thái, mãng cầu Mễ. Thì mình ương được hai cây nó lên cao như thế này đó các bạn. Đó là do Thái, còn bên đây là mãng cầu Mễ. Thì hai cây này tới mùa xuân thì mình sẽ đem ra ngoài để mình tháp những cái nhánh mãng cầu ngon vô. Còn cái hai cây quýt này thì mùa xuân mình sẽ đem ra trồng riêng từng chậu các bạn. Còn năm cái hộp quả na này thì mình chờ nó lên rồi mùa xuân mình cũng đem ra trồng luôn đó. Vậy thì video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.